Hello, hôm nay thì mình làm cái món mà nước dừa mật ong. Lần đầu tiên mình thử, không biết là mật ong á mà mình pha với mật ong mà mình pha với nước cam, nước chanh thì là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà hôm nay mình thử pha mật ong với nước dừa coi nó có ra cái vị gì ra không. Tại vì nhiều khi mình không biết là uống bệnh bạ vô nó sinh tổ quả thì cũng có thể lắm. Nên thì mình có đổ cái đây mật ong đây. À, thì mình có đổ trong này rồi. À, cái màu mật ong nó lắng xuống dưới nè. Đó. Giờ mình pha thử cái mật ong, nước dừa mật ong coi nó có ra cái vị gì không. Cái dừa này thì nó cũng hơi hơi già rồi. Cùi nó cũng chỉ không phải là dạng non. Đây, thử coi. Có vị ra vị gì kìa. Cũng ngon chứ. Trà nước vô điện thoại. Thôi được rồi. Giờ mình phải chặt thêm cùi nữa. Chặt thêm cùi, ít cái cùi ra vô. Đổ con ơi. Ai. Chặt con dừa ra. Lấy cái thề bóng. Thì đây là cái nước dừa của mình nè. Cái nước dừa nãy mình có chế mật ong vô rồi. Giờ mình chạo cái cùi dừa mình cho vô tiếp. Rồi hôm nay làm cái món này uống thử coi có bị đau bụng đi tiêu chảy không. Tại vì mật ong mà pha với nước cam, nước chanh, nước tắc thì nó ngon rồi, mình ai cũng biết rồi. À, có lần mình cũng có pha mật ong với đậu hũ uống ăn, nhiều người nó bị chết nhưng mà mình không chết. Hôm nay thì mình thử pha mật ong với nước dừa. Đây, trái dừa này thì về quê người ta cho. Cái dừa này dừa gì? Cái cùi nó cũng hơi cứng. Mình cạo cùi thôi. Ây, cùi hơi cứng. Cho ít cùi dừa vô cho thơm. Cái này nó hơi cứng. Cái dạng nó hơi cứng. Rồi chắc được rồi, chắc nó cùi được rồi. Cũng già rồi, hơi cứng, thôi chừng này thôi. Cho thêm chút xíu mật ong vô đó. Rồi chừng này đây. Quấy lên. Quấy lên. Giờ mình cho đá, mình lấy nước đá mình cho vô. Giờ mình cho nước đá. À, cho đá nó vô cho nó mát bạn. Đây. Rồi mình quấy lên. Nó mát, quấy lên cho nó.
mật ong mà pha với chanh với tăng cam tắc thì uống rồi ngon rồi, chà pha với trà cũng ngon, nhưng mà pha với nước dừa thì chưa biết, không biết có người ta đã pha chưa, nhưng mà lần đầu tiên mình pha thử coi, mình uống thử coi. Chết trong đây trời, uống xong có đau bụng đi tiêu chảy không trời. Để nó thử coi. Rồi, bây giờ mình cắt cái này vô, cắt cái lá này, okay. Rồi, cắt cái đá này đi. Rồi, bây giờ mình ra ly, mình đổ ra ly mình thưởng thức coi sao. Ong nó chảy ra phải rửa đi, không kiến nó theo mùi nó vô. Rửa cái miệng bên ngoài ra. Rồi. Giờ đây là cái ly nước dừa của mình nè. Đây. Mình đổ ra. Mình đổ ra. Rồi, vớt thêm ít cái cùi dừa ra nó cho thơm. Rồi, giờ làm mình xong rồi đó bạn. Đây, làm đây. À, rồi, bây giờ mình thử uống thử coi. Đây là ly mật ong đây. Cái vị gì ta? Cái vị nó làm có mùi nước dừa, có vị mật ong nữa. Thử coi, ngon ta. Là lạ nha, là vị cũng lạ lạ lắm nha. Ngon nha. Hay à? Ơi, sao con cắm này con? Ồ, ngon lắm. Ngon ghê, mát mát lạnh lạnh. Ăn thêm miếng dừa đó. Ngon, nó vị kỳ lắm. Vị nước dừa kết hợp mà ăn gia vị.